Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem. Ai ưng ý sản phẩm nào thì hãy gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại của em 0378 050 027 hoặc kết bạn Zalo 0378 050 027 để em có thể tư vấn được chính xác hơn cho mọi người. Hôm nay nhà em về thêm được cho mọi người những chiếc áo thu đông màu xanh ô liu nhá. Áo thu đông dài tay màu xanh ô liu có bao tay nhá, như em đang mặc đó. Chiếc áo này của nó thì chất liệu của nó là chất liệu rất là mềm nhá, mềm và nó dày dặn, rất là dày và nó co giãn, mặc rất là dễ chịu, thoải mái. Mặc mùa này thì mọi người chỉ cần mặc một cái áo lót trong này và một cái áo này, một cái áo thu đông này và một cái áo khoác nữa thì nó cũng tương đối là ấm rồi đó. Áo thu đông dài tay nên nó có bao tay nhé, nó có bao tay và em có mấy logo khác nhau cho mọi người. Hiện tại em đang về đủ số nhé, hiện tại đang đủ số. Em có mấy logo này, có logo thứ nhất là URMI như em đang mặc này, thứ hai là logo hình tròn này, logo hình tròn ở dưới áo là thủy quân lục chiến đấy, còn UMC này đó, UMC và URMI này như em đang mặc này đấy. Em có ba logo khác nhau thì mọi người yêu thích logo nào và chiều cao cân nặng thế nào thì gọi điện thoại trực tiếp đến cho em để em gửi cho mọi người nhé. Còn màu vàng nhé, có cả màu vàng nữa nhưng mà màu vàng hiện tại đang bị thiếu số, nó cũng hết hàng rồi. Màu vàng chỉ còn vài số lẻ thôi, màu vàng chỉ còn vài số lẻ thôi. Thì bác nào mà vẫn thích màu vàng thì cứ gọi điện cho em xem là có vừa được không, nếu vừa thì em sẽ gửi cho mọi người cho xem có vừa, em sẽ gửi cho mọi người kèm với cả áo màu xanh ô liu nhé. Chiếc áo màu xanh ô liu này thì em về được đủ số cho mọi người, từ 50 cho đến 80 kg, hơn 80 kg một chút cũng vừa đấy ạ, 80-82 cân là cũng vừa, còn 50 đến 57 cân thì mặc số M, còn 60 cân trở lên đến 68 cân thì mặc số N là được, còn hơn tầm 70 cân thì XL, hơn 70 cân XL, còn 80 hơn 80 cân thì mặc 2L nhé, 78-80 cân mặc 2L là vừa. Đó, chiếc áo này nó có bao tay này, mặc rất là gọn nhé, bao tay này mặc nó ấm, nó co giãn 4 chiều nên là mặc rất là thoải mái, dễ chịu. Hiện tại thì đang vẫn còn đủ số nhé, bác nào mà thích thì gọi điện thoại cho em 0378 050 027 để em có thể tư vấn được chiều cao cân nặng chính xác hơn cho mọi người nhé. Màu xanh ô liu rất là đẹp nhé, màu này màu tối chuẩn màu xanh ô liu nhé. Đó, màu thật của nó như thế này. Bác nào thích thì liên hệ với em, thì hiện tại em vẫn đang đủ số. Ồ, ok chưa? Còn em sẽ tiếp tục, em sẽ lên cho mọi người cái mẫu áo này nữa, mẫu áo mông tư kỳ dài tay này. Áo mông tư kia ở tay em cũng đã về được đủ hàng đầu xuân rồi nhé. Áo mông tư kia ở tay thì em có 6 màu cho mọi người. Mọi người yêu thích màu nào thì gọi điện thoại cho em. Đầu tiên là màu đỏ này, màu mỡ gà này, màu mỡ gà hay màu trắng, trắng ngà một chút đấy ạ. Màu xanh cổ vịt này, đó, màu xanh cổ vịt này, màu vàng đồng này, và màu xanh than này, màu xanh than nhé, và màu ghi nhé. Đó, em có 6 màu cho mọi người chọn. Em sẽ mặc thử cho mọi người xem form dáng của nó rồi thiết kế của nó. Nó có ở đây là áo cổ bẻ nhé, cổ bẻ dài tay, có 3 nút cài, có 3 nút cài ở cổ ấy. Mọi người ví dụ mặc mà thích kín cổ thì cài cao, còn không thì mọi người cứ thả bớt ra. Đó, người tầm nghe là mặc size 50 là vừa, hơn 60 cân thì mặc size 50. Đó, đây là chiếc áo này thì siêu mềm siêu co giãn luôn, mặc cực kỳ dễ chịu, mặc đi ăn cỗ hay là làm gì cũng được, bởi vì nó có cổ này, tay là cũng có bo nhá, tay là cũng có bo này. Đó, ok chưa? Ở dưới này là nó có một lớp bo nhỏ này. Đó, dưới áo nó có một bo nhỏ, trong nó có chữ, đây gọi là áo mông tư ghi nhé, của Thái rồi nhé.
Đây áo mông tơ ghi của Thái nhưng mà chất liệu thì quá ok luôn. Em bán rất là nhiều, năm ngoái bán rất là nhiều cho mọi người. Mọi người phản hồi rất là tốt nhá, mặc rất là dễ chịu, mặc nó không bị sổ lông được. Vì hàng mông tơ ghi Thái nó sản xuất rất là tốt nhá. Mặc thoải mái nó không sổ lông được. Cực kỳ đẹp. Đó em có 6 mũ bảo hộ trắng. Có 6 màu cho mọi người lựa chọn nhá. Anh nào thích thì liên hệ với em và chọn màu nhá. Giá em bán là 300.000 một chiếc cộng với 30 thì chuyển là 330.000. Còn lấy 2 chiếc là 600.000 thì em bao ship cho mọi người. Có đủ màu, đủ số từ 50 kg cho đến tầm 85 kg có số nhá. Bác nào cứ lấy thì liên hệ với em. Em có đủ số cho mọi người. Đủ màu, đủ số. Bác nào thích liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Rồi em xin chào và hẹn mọi người video tiếp theo nhé.